Chứng khoán ngày 8 tháng 11, nhiều cổ phiếu tăng kịch trần, VN Index bật hơn 33 điểm. Nhiều nhà đầu tư mừng ra mặt trong phiên giao dịch ngày hôm nay 8 tháng 11 khi thị trường chứng khoán tăng mạnh. VN Index vượt 1.110 điểm với loạt cổ phiếu đóng cửa trong sắc tím. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8 tháng 11, chỉ số VN Index đóng cửa ở mức 1.113,43 điểm, tăng 33,14 điểm tương đương 3,07% so với phiên trước. HNX tăng mạnh 4% lên 32,01 điểm và upcom tăng lên 86,15 điểm. Đây là phiên tăng mạnh thứ hai trong vòng một tuần qua. Chứng khoán và bất động sản là hai ngành tâm điểm khi nhận hàng chục cổ phiếu tăng kịch trần. Cụ thể ở nhóm chứng khoán SSI, VCI, VND, VIX, FTS, BSI, HCM, ORS, CTS, AGR, VDS đều hiện lên sắc tím. Thanh khoản trong phiên hôm nay cũng bùng nổ với 952 triệu cổ phiếu được giao dịch thành công trên sàn HOSE tương đương giá trị giao dịch đạt 18.600 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 495 mã tăng giá, 45 mã đứng giá tham chiếu và 65 mã giảm giá.